Tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe loại 1 Đồng Nai thuộc Sở Giao thông Vận tải, những ngày qua đã triển khai lắp đặt xong nhiều camera. Tại phòng thi lý thuyết làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính với diện tích rộng chưa đến 100m², song song việc bố trí giám thị coi thi còn có 6 camera được gắn xung quanh phòng. Tương tự đối với việc giám sát phần thi thực hành, các bài thi lái xe sa hình trên sân, từ khi xe cán vạch xuất phát cho đến kết thúc bài thi, học viên tự lái xe được máy chấm tự động thông báo ngay kết quả bài thi đạt hoặc rớt. Cùng với đó, hệ thống camera kết nối truyền hình ảnh trực tiếp cho thí sinh cùng theo dõi tại khu vực chờ thi và truyền trực tuyến về Tổng cục Đường bộ và Sở Giao thông Vận tải giám sát lưu trữ. Yêu cầu của Tổng cục Đường bộ là cần phải truyền đường truyền về Tổng cục để mà giám sát việc sát hạch từ khâu thi lý thuyết cho tới thực hành. Đảm bảo tính minh bạch cũng như là đảm bảo tính công khai cho cái việc cấp bằng cũng như cấp giấy phép lái xe cho các cá nhân cũng như tổ chức có nhu cầu thi sát hạch lái xe. Thì bên mình đã thi công, hiện tại bây giờ thì cái tiến độ của nó thì hiện tại cũng đang cố gắng để mà hoàn thành trước Tết Nguyên Đán này. Các camera tại phòng thi sát hạch lý thuyết, tại vị trí xuất phát của bài sát hạch lái xe trong hình, rồi bài sát hạch lái xe dừng và khởi hành xe ngang dốc, rồi bài sát hạch lái xe qua vệt bánh xe và lái xe qua ngã tư, lái xe tại các ghép xe vào nơi đỗ dọc và đỗ ngang, và cuối cùng là bài kết thúc. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ mang tính công khai, minh bạch và không gây ức chế đến những cái tranh cãi của người học viên khi thi rồi đổi thừa tại lỗi này lỗi kia. Bây giờ camera thì nó rất là minh bạch hơn. Theo Sở Giao thông Vận tải, hiện trên địa bàn tỉnh có 3 trung tâm sát hạch lái xe đã thực hiện xong việc lắp đặt hệ thống trang thiết bị theo đúng kỹ thuật quy định, cũng như bảo đảm tính bảo mật lưu trữ. Thiết bị và đường truyền dữ liệu đã hoạt động ổn định thông suốt từ các trung tâm thi sát hạch về Sở và Tổng cục Đường bộ Việt Nam để bắt đầu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát thi trực tuyến ngay từ ngày đầu năm mới 2020. Để hạn chế cái vấn đề tiêu cực trong đào tạo thì nhà trường cũng đưa ra một số cái quy định, một số kế hoạch mà thực hiện đúng theo cái kế hoạch của Tổng cục Đường bộ đưa ra trong cái giáo trình đào tạo, phải đúng cho đúng chất lượng, đúng bài bản. Lý thuyết thì chấm điểm trên máy sẽ tự chấm. Còn chấm điểm thực hành thì nếu trong hình thì máy cũng chấm trên thiết bị tự động, mà trên xe tự động và thiết bị sân bãi cũng tự động. Và kể cả trên chấm thực hành trên đường thì hiện tại bây giờ cũng là chấm tự động. Có thể nói, công tác nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch lái xe có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự an toàn và tính mạng của nhiều người. Ngoài tăng cường quản lý trong công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, hàng năm các sở ban ngành của tỉnh Đồng Nai đều thành lập đoàn tổ chức kiểm tra giám sát tại các trung tâm, trường, cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh.